Xin chào các bạn đã đến với kênh Dược liệu Lương Sơn. Hôm nay mình và các bạn sẽ tìm hiểu về những công dụng tuyệt vời của cà chua đối với sức khỏe con người nhé. Cà chua là một loại rau quả thuộc họ cây bạch anh, chiều cao phát triển thường từ 1 đến 3 mét và có những loại cây cà chua thân mềm bò trên mặt đất hoặc dây leo. Khi còn sống, quả cà chua có màu xanh và khi chín thì ngả sang màu vàng đến màu đỏ. Vị cà chua hơi chua nhẹ và được xem là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Hầu hết các loại cà chua đều có đường kính trung bình từ 5 đến 6cm và có thể sinh trưởng trong những điều kiện phát triển khác nhau. Theo thống kê số liệu vào năm 2009, thì Trung Quốc là nước trồng cà chua nhiều nhất trên toàn cầu, sau đó là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Cà chua là một trong những loại rau quả có giá trị dinh dưỡng cao, nhất là vitamin A, vitamin C và vitamin K, cùng với các hàm lượng chất khoáng khác như phốt pho, manga, magie, kali, đồng. Tác dụng của cà chua. 1. Cà chua giúp cải thiện thị lực. Trong cà chua có chứa lượng lớn vitamin A và vitamin C. Đây là hai loại vitamin giúp phòng ngừa bệnh quáng gà và cải thiện thị lực. Theo kết quả nghiên cứu gần đây chứng minh rằng vitamin A trong cà chua có thể ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng. Bệnh này có thể dẫn đến mù mắt và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa khác trong cà chua còn có lutein, lycopene và zeaxanthin góp phần bảo vệ tốt cho đôi mắt. 2. Cà chua giúp phòng chống ung thư. Cà chua làm giảm nguy cơ mắc phải một số bệnh ung thư như cổ tử cung, dạ dày, phổi, vòm họng, đại tràng, trực tràng, thực quản và nhất là ung thư tuyến tiền liệt nhờ chứa nhiều các chất chống oxy hóa. Một trong những chất chống oxy hóa phải kể đến là lycopene, hàm lượng hợp chất này chứa trong cà chua rất nhiều. 3. Cà chua giúp làm sáng da. Hoạt chất lycopene có trong cà chua sẽ giúp làn da của bạn được bảo vệ tốt hơn, tránh khỏi sự tác động của ánh nắng mặt trời. Vì thế, bạn có thể thoa ít bột cà chua lên da thô ráp sẽ giúp cải thiện tình trạng lỗ chân lông, tái tạo và làm săn chắc da mặt. 4. Cà chua giúp giảm lượng đường trong máu. Hàm lượng carbohydrate trong cà chua khá ít nên góp phần làm giảm lượng đường trong máu. Theo kết quả của một vài cuộc nghiên cứu đã công bố, người ta tìm thấy chất oxy hóa có trong cà chua có thể bảo vệ thành mạch và thận. Đây là hai cơ quan dễ bị tổn thương do bệnh tiểu đường gây ra. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ và chất khoáng cờ rau còn giúp kiểm soát tốt lượng đường trong máu. 5. Cà chua giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon. Nhờ nguồn vitamin C và hợp chất lycopene dồi dào có trong cà chua, nên khi ăn nhiều cà chua bạn sẽ có cảm giác ngủ ngon hơn. Hãy bổ sung loại rau quả này vào chế độ ăn hàng ngày nhé. 6. Cà chua giúp xương chắc khỏe. Với hàm lượng vitamin K và canxi có trong cà chua, góp phần làm cho xương của bạn trở nên chắc khỏe cũng như phòng chống bệnh loãng xương thường gặp. 7. Cà chua giúp chữa các bệnh mãn tính. Cà chua còn chứa các hoạt chất chống viêm như cơ rát oi và bioflavonoid, giúp giảm đau các triệu chứng của bệnh mãn tính và tốt cho những người bệnh tim, thậm chí hội chứng Alzheimer. Đã có kết quả nghiên cứu cho thấy, cứ uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày có thể làm giảm nồng độ TNF, alpha trong máu. Đây là một chất gây viêm. 8. Cà chua giúp ích cho mái tóc của bạn. Vì cà chua chứa nhiều loại vitamin và hàm lượng chất sắt đáng kể, nên việc ăn cà chua đồng nghĩa với việc bạn giúp cho mái tóc của bạn trở nên chắc khỏe, bóng mượt. Tính axit trong cà chua có thể cân bằng độ pH trong tóc. Do đó, nếu bạn bị ngứa hoặc bị gầu thì hãy thử dùng nước ép cà chua tươi thoa lên tóc và da đầu của bạn khoảng 5 phút sau khi gội đầu, rồi rửa lại với nước sạch, có thể nước ấm. Tuy nhiên, tránh sử dụng thường xuyên, lạm dụng vì có thể gây khô tóc. 9. Cà chua giúp giảm cân. Cà chua chứa ít chất béo, hầu như không chứa cholesterol nên bạn có thể bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày cho những người ăn kiêng. Ngoài ra, nhờ hàm lượng chất xơ và nước nhiều, dạ dày bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, tránh thèm ăn. Một số lưu ý khi sử dụng cà chua. 1. Ăn cà chua chín tốt hơn cà chua sống, xanh. Với những trái cà chua sống, còn xanh thì chứa lượng chất alkaloid khá lớn. Nếu tiêu thụ nhiều thì cơ thể dễ bị ngộ độc thực phẩm. Một số dấu hiệu ngộ độc thực phẩm do ăn cà chua xanh có thể là nôn mửa, buồn nôn, yếu sức, mệt mỏi. Trong khi những trái cà chua chín thì chứa lượng alkaloid ít hơn và sẽ biến mất trong trái cà chua chín đỏ. Ngoài ra, nếu ăn cà chua sống, bạn nên chọn những trái có màu sắc tự nhiên, vỏ căng bóng, không bị úng hoặc dập nát. Đồng thời, rửa thật kỹ với nước muối pha loãng để loại bỏ hóa chất, kể cả thuốc trừ sâu bám trên vỏ quả. 2. Không nên ăn cà chua kèm dưa chuột. Enzyme catabol có trong dưa chuột sẽ phá hủy vitamin C có trong các loại rau quả khác nếu như bạn tiêu thụ cùng một lúc. Vì hàm lượng vitamin C trong cà chua khá lớn, nên việc bạn ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc sẽ làm giảm lượng vitamin C mà cơ thể hấp thụ. 3. Không nên ăn hạt cà chua. Hạt cà chua cũng giống như hạt ổi, bạn không nên tiêu thụ vì trong quá vận chuyển thức ăn của đường ruột, nó có thể lọt qua ruột thừa và gây viêm ruột thừa. Ngoài ra, đường ruột khó có thể tiêu hóa hay phân hủy loại hạt này. 4. Không nên ăn cà chua khi bạn đang đói. Khi cơ thể đang đói, lượng axit trong dạ dày khá cao. Nếu ăn cà chua trong lúc này,
thì những chất như pectin và nhựa phenol vốn chứa nhiều trong cà chua có thể sẽ phản ứng với axit, gây tình trạng nôn mửa, đau bụng. 5. Không dùng cà chua khi đã được nấu quá lâu hoặc để lâu. Việc nấu chín cà chua quá kỹ hoặc để cà chua quá lâu, không còn tươi sẽ làm giảm đi hàm lượng chất dinh dưỡng có trong loại quả này và hương vị cũng sẽ không còn ngon. Thậm chí, khi ăn phải cà chua không còn chất dinh dưỡng, cơ thể bạn có thể sẽ gặp phải tình trạng ngộ độc thực phẩm. 6. Không nên quá lạm dụng cà chua. Cà chua cũng giống như các loại thực phẩm khác, bạn nên tiêu thụ với lượng vừa phải. Việc ăn cà chua quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng cơ thể không thể dung nạp thêm những loại thực phẩm khác. Ngoài ra, sẽ khiến bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng khác và dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như bí khí, đau dạ dày. Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua hoặc cần tư vấn thêm của sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0356 179 647. Cam kết hàng chính gốc với chất lượng tốt nhất, được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Chính sách đổi trả hàng miễn phí trong 3 ngày đầu và hoàn tiền lên đến 110% đối với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.